Chào tất cả các bạn nha, chúc tất cả các bạn một ngày thật là tốt lành. Thì hôm nay về được 16 cái kèm quay clip rất là đẹp. Sẵn đây thì quay cái clip mở ra câu với lại quay luôn cho tất cả các bạn xem. Nếu mà có muốn mua, có muốn đặt trước thì nhanh chóng liên hệ với Lễ nha. Zalo cũng được hoặc là số điện thoại thì số điện thoại Lễ sẽ để ở tiêu đề video. Thì cái này chỉ Lễ chỉ khui thôi, khui mấy cái cây đẹp này đó thôi. Nói chung là mua được cái lô này nó rất là may mắn luôn, lô cuối cùng của người ta bạn. Đó. Thì cái này hết luôn rồi đó bạn ơi, hết luôn rồi, tiêu diệt 16 cây nữa là hết rồi. Nhưng mà cái này đặc biệt nó đẹp nha các bạn, chứ nó bên kia kìa, bên kia là cái số còn lại bữa trước mình bán là giá 1,2 triệu một cây bạn, còn cái này thì nó không có giá đó nha, nhưng mà được cái rất là đẹp. Các bạn nhìn này, đây cái này là 10CR nha bạn, 10CR khá là đẹp. Nó dạng như nó tiệm cận với cái hàng mà mới luôn mà, như nó rất là đẹp vậy đó nè. Nó bên này nó chỉ móc móc thôi chứ nó không có reset các bạn. Cũng cái này cái kia thì mình hốt 16 cây này nó gần như là rất là hoàn hảo luôn, nhìn thấy rất là ghiền, rất là đẹp, mua về để dành luôn, chừng nào muốn bán là cái này không có sợ các bạn. Tại vì đồ này nó càng để lâu nó càng cổ, mà anh em nào chơi đồ cổ sẽ hiểu ha, đẹp ghê không bạn. À, nhìn nè, nó hơi ốm ở chỗ này một tí xíu ở chỗ này à, còn ngoài ra nó đẹp nha. À, này khó tìm nha bạn, khó tìm lắm nha. Khó tìm lắm. Thì mình khui ra cho các bạn xem cây số 2 đi ha, hai cây đi. Okay. Mấy bữa trước có mấy anh đòi mấy cái này dữ lắm nè mà mình đâu có đâu bán. À, chuyện này về được mấy cái này đá ghê. Hả? Bữa giờ chắc cái số này bị giấu lại bạn, bị lái người ta giấu lại rồi, nay mấy cuối cùng là người ta bung ra đó, mình mới có cơ hội sở hữu mấy cây này đẹp lắm. Đây nhìn thấy nè, đây liền rất là đẹp nha, hơi ố ở chỗ này tí ngay dưới nè. Mấy cây này là dạng như là siêu phẩm đó bạn, siêu phẩm. Mấy cái này thì sản xuất tại Mỹ năm những năm 70 các bạn đó, những năm 70 đây. Nó có hai dòng chữ nha, hai dòng chữ. Cái này không hoàn hảo nha bạn, cái này xấu, cái này thì nó đây đó. Mấy này thì rất là đẹp đó, tiếc mấy này tí xíu các bạn, lâu lắm rồi bạn, tính những năm 70 mà tới nay thì nó lâu rồi, lâu gì lắm đâu. Màu xanh thì mình được có 2, 4, 6 cây à. 6 màu xanh, màu vàng mới nhiều. Mà màu vàng lại là màu mà khách thích nữa. Đây. Cây này không đẹp không? Thì mình sẽ tuyển ra cây nào đẹp. Đẹp thiệt là đẹp thì mình sẽ bán giá thiệt là đẹp nha bạn. Còn cây nào không đẹp không như mấy cây này thì mình bán giá mềm thôi. Còn dạng xấu hơn nữa cũng có nữa. Đây có cái bộ này KTC nữa. Một sọt luôn, chưa có sọn ra. Rồi qua đây tới mấy cây vàng các bạn, chắc 2-3 bữa nữa mình làm một cái clip mình bán. Bữa giờ cũng lu bu công việc dữ lắm các bạn, cho nên là chưa có thời gian. Nay quay lên nè, đó liền ghê bạn. Ở dưới này có đen tí nè, cái chỗ này mặt này cũng rất là đẹp nè ha, rất đẹp luôn, long lanh luôn á. Này mình mua gì mình trữ luôn á bạn, cũng thỉnh thoảng bán 1 cây 2 cây kiếm tiền, còn không mình sưu tầm. Mình là người sưu tầm mà, nói thiệt mà, mình sưu tầm nhiều lắm nè. Để chỉnh camera lên cho bạn thấy nè, kìm kìm xích là mình một dây luôn à. Nhọn cái gì tá lả trơn, bên kia nữa hả, nhiều lắm, trong hộp nè, không nhóc đó nè đó. Chứ mình ít bán không ạ, ít bán lắm. Mấy cây đẹp này nếu mà mình không có thời gian bán thì mình vẫn để đó mình sưu tầm. Nhiều khi anh em chiến hữu nào mà họ cần á, cái họ gọi điện thoại họ chia lại thì mình chia thôi. Đó. Mấy cây này đẹp dữ lắm các bạn, không tìm đâu ra những cái cây như thế này đâu. Ừ, hai dòng chữ nha, đây hai dòng chữ nè, nét lại nét lại à, hai dòng chữ nguyên lô luôn. Này là anh chủ này ảnh rất là yêu thương mình luôn, ảnh mới nhường cho mình cái đống này đây. Đó.
mình không có tiền để lấy luôn các bạn, mình phải mượn tiền bạn mình mua luôn á. Do là dịch bữa giờ mình không có bán được cái xu nào hết trơn á, mà thấy hàng đẹp quá buộc phải lấy. Không lấy 11 lấy đâu mà có. Đây. Vậy là đẹp dữ lắm rồi bạn. Hàng Mỹ nha, 100% là đồ Mỹ hết. Đây nè, cái cây sấu nó sẽ như thế này nè, lấy cho các bạn coi cây sấu. Đây mấy cây này là mình bán trước đây nè. Đó, thì nó sẽ như thế này nè. Nó tróc xi lõm chõm như vậy nè, thì giá là 1 triệu 2 một cây. Đó. Mà cũng hết rồi, còn có ba cây màu xanh nè. Màu vàng hết sạch rồi. Đó, còn những cái cây này thì nó không có giá đó nha. Cây này giá nó sẽ cao lắm. Cây này thì không đẹp bạn. Này ở đây xấu. Cũng có xấu có đẹp các bạn, mình mua lô mà mua hết mà. Thì cũng phải có cái xấu cái đẹp chứ. Chứ đè mà mình khôn quá mình lựa cái đẹp thì cái xấu họ bán cho ai. Đó, cho nên là mua đều hết. Đây cái này à, cũng không đẹp không. Mặt này thì rất là đẹp. À. Chưa có thời gian để mà bán lại nữa bạn, bữa giờ bỏ kênh rồi nhiều nhiều công việc lắm nên là không có bán kịp. Đó. Mình sẽ sắp xếp thời gian tới mình sẽ sắp xếp các bạn. Cái này xấu. Cái này thì mình bán rẻ, 1,2 triệu, 1,250 triệu một cây. Cái này xấu bỏ riêng ra. Nói chung là nó cũng đẹp nhưng mà so với những cái cây nãy giờ nó quá là đẹp đi cho nên là thành ra nó xấu. Cái này rất là đẹp nè bạn. À cái này nên nó cũng đỏ một tí. Nó cũng đẹp mấy. Nó siêu phẩm vậy thôi chứ các bạn tính này nó từ những năm 70 mà nay tới 2020 mấy rồi, nó cũng 50 năm rồi. Đường nào nó cũng phải có một số cái chỗ nó bị xấu theo thời gian. Hai cái chỗ này là nó đè lên cái giấy này nè, đè lên cái nắp với đè lên cái giấy nó mới bị vậy các bạn. Hả? Mà đều nhìn chung vậy là đẹp lắm rồi. Rất là hài lòng cái lô này luôn. Chắc lại cũng phải giữ lại khoảng chừng 5-7 cây gì quá. Đây, cái này đẹp. Không biết bề dưới đẹp không? Ờ, bề dưới xấu thấy chưa? Nó dịnh như đây nè. Nè. Hả? Mặt trên thì đẹp, mặt dưới thì xấu. Xấu, xấu, xấu theo mình đó nha. Còn còn hàng như thế này là nó quá cổ rồi. Đây, mặt này rất là đẹp nè. Khui mặt kia ra. Mặt này cũng khá là đẹp. Đây. Rồi. Thì kết thúc tại đây các bạn ơi. Thì 2-3 bữa nữa mình sẽ về kìm bấm kìm kìm wheel. Rồi mình sẽ về một số cái mỏ lết Nhật, mỏ lết đen. Rồi mình về nói chung là về cũng nhiều đồ lắm. Với lại những cái kìm bấm như thế này, kìm bấm không có hộp như thế này. Đó, thì mình cũng về nhiều lắm các bạn. Đó, với lại có hộp mà có hộp kiểu khác. Cũng của Mỹ luôn mà hộp dạng như mấy cái hộp vậy nè. Dạng như mấy cái hộp vậy nè, kiểu nó dày nè bạn. Đó, thì mình cũng sẽ có về một ít. Đó, cái nguồn hàng nó cũng càng ngày càng khan hiếm rồi bạn. Rồi thôi clip kết thúc tại đây các bạn ơi. Nếu mà các bạn có nhu cầu mà mua mấy cái này thì các bạn liên hệ qua Zalo của Lễ nha. Rồi Lễ sắp xếp, Lễ chụp hình cho một hai cây đẹp gì đó để các bạn lựa. Đó. Còn không thì các bạn chờ khoảng chừng 5-7 bữa nữa cái Lễ gom gom được nhiều nhiều đồ cái Lễ bán. Mình bán luôn trên một clip cho nó khỏe. Đây về được thêm hai cây này nữa nè. Đó, nhưng mà hình như có một khách nào đó dặn bữa trước mình chưa có giao nên là mình sẽ giao một cây. Đây về thêm cái nút bạc của thằng YouTube nữa nè. Đó. Rồi, nếu kết thúc tại đây các bạn ơi. Bye bye, chúc một ngày tốt lành.